Nghe hát, nói gì nói đứng phía sau vẫn xúc động như thường. Tôi nhớ hoài lúc đi về miền Tây để quay cuốn video Văn Sơn in Việt Nam, có gặp rất nhiều người lớn tuổi và có hỏi thăm những người lớn tuổi hiện đang sống ở Mỹ như thế nào. Có người thì rất là vui vì có công ăn chuyện làm, và cũng có người thì là không có việc gì làm, ở nhà con cháu đi làm hết cũng buồn, cũng có. Thì người ta mới hỏi tiếp rằng những người lớn tuổi đó, nhất là những bà cụ có công ăn việc làm, đây việc làm gì? Xin thưa để quý vị vui, những bà cụ lại kiếm tiền rất nhiều hơn những chàng trai trẻ nữa, là nhờ vào nghề babysit. Nhưng mà cái nghề nào cũng vậy, cũng có cái trắc trở. Hỏi trắc trở gì? Các bà cụ nói là con nít Việt Nam tôi giữ dễ lắm, tôi ru cái nó ngủ liền à. Còn con nít Mỹ tôi ru hoài nó không ngủ. Tôi nói đâu có gì khó đâu, tại nít Mỹ bắt ru tiếng Việt sao nó hiểu, bắt phải ru tiếng Mỹ nó mới hiểu. Nói trời ơi cậu Thảo ơi, già cả rồi biết tiếng Mỹ đồng ru. Tôi nói dễ lắm, bắt dịch cho tiếng Mỹ là ru được liền. Tôi nói thí dụ bây giờ câu gì bác nói đừng dịch cho bác nghe. Tôi nói thí dụ như cái câu tôi ru hoài vậy nè. Âu ơ, trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng, con ở với ai. Thì ru làm sao? Tôi nói dễ quá mà. Trời mưa tức là it's rain. Bong bóng đó, cái bong bóng á, con nít mà nghe chữ balloon là nó khoái rồi, là bong bóng. Đó. Rồi lấy chồng là marry. Thành ra cái câu mà trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng, con ở với ai, được ru bằng tiếng Mỹ như thế này. Oh, it's rain balloon, no floating. You get married, I live with the home. Quý vị thấy nó rất là dễ dàng, không gì khó cả. Nhưng mà nếu không lẽ bây giờ suốt ngày ru có một câu một, mình phải ru nhiều câu. Bây giờ câu thứ hai chẳng hạn khó hơn. Thí dụ như cái câu này. Một mai thiếp có xa chàng, đôi bông thiếp trả con chàng thiếp sinh. Quý vị thấy không? Người phụ nữ Việt Nam nó tình nghĩa lắm. Vàng bạc dòng vàng vật quậy thân trả, con núm ruột đòi về. Bây giờ làm sao để dịch ra? Một mai thì mình có thể nói là someday. Thiếp thì tiếng Mỹ không có thiếp. Ai du à? Xa là ly. Rồi đôi bông là earring, con là xanh. Thì tạm dịch như thế này. Oh, someday if you leave me, earring you take, your son give me. Dễ dàng thôi quý vị. Hay quá chú Việt Thảo ơi, hay quá. Chú Bảy Văn Trung. Sao đi đâu đây Việt Thảo đi kể cho vui. Đi ngang mà nghe Việt Thảo á, ngâm ngâm những câu ca dao mà dịch ra tiếng Mỹ xuất sắc, hay quá hay đi. Nghĩa là nói gián tắt là trên đời ở chỉ có một người biết dịch như vậy thôi. Không, bởi vì nó là câu ca dao, chữ nôm khó dịch lắm mà dịch được là số một. Không có dịch, dịch vui chơi thôi. Nhưng mà có điều này, Việt Thảo dịch mà dịch ra một cái câu ca dao thành tiếng Mỹ, nhưng mà Việt Thảo có thể trả lời được không? Ủa ca dao có gì đâu trả lời, ca dao thì ca dao chứ tại sao phải trả lời, đâu có câu hỏi nào đâu. Có chứ. Nhớ đi. À cái câu đầu, câu trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng, con ở với ai là câu hỏi. À chú Bảy biết đáp không? À đáp sao, đáp sao không biết, từ đó giờ không có đáp. À nói vậy vậy à. Việt Thảo muốn tôi đáp phải không? Dạ dạ dạ. Bây giờ gì đâu, Việt Thảo hỏi lại coi. Vô nằm. Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng, con ở với ai? Đáp đi. Trả lời nè. Dạ. Con về ở với dì hai, để ba có dịp đi qua thăm dì. Không, câu này dễ lắm. À, câu nào? Rình để trong tự giờ. Cứ nghiệm, nghiệm đi rồi hỏi tôi trả lời. Thí dụ câu này. Gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ. Đáp đi. Trời ơi. Vậy mà cũng hỏi dễ trả lời quá nè. Gió đưa bụi chuối sau hè, lỡ thương có chút ai dè có con. Được. Rồi đó, còn câu nào nữa không? Cái câu về tình yêu thì có bộ giờ. Bây giờ về tình cảm gia đình, về đạo lý. Sao? Đây đây. À, liên quan tới cha mẹ, kiếm câu này liên quan cha mẹ. Rồi. Công cha nghĩa mẹ ơn thầy, ráng làm rạng mặt nở mày mẹ cha. Đây nè trả lời nè. Cha già con mọn chơi vơi, cha làm chết mẹ mà con chơi tối ngày. Rồi còn câu nào nữa không?
Ừ. Khó quá để kiếm đại câu làm đại chế đại câu. Rồi. Bây giờ á, nói về người nha. Rồi coi, rồi cứ nói. Coi làm việc người này là nghề nào nghe không? Tay mang cặp táp kè kè. Ra đường giỡn mặt để lè người ta. Đây trả lời. Tay mang cặp táp kè kè. Tưởng đâu thứ dữ ai dè giác hơi. Cái câu gì cũng đáp được á, bây giờ kiếm câu khác nữa. Rồi. Rồi còn câu nữa rồi. Không? Tay bưng dĩa muối chấm gừng. Gừng cay muối mặn, xin đừng bỏ nhau. Ủa trả lời đi chứ. Bí. Không phải bí đâu Diệp Thảo. Câu này tôi có thể trả lời được, nhưng mà Diệp Thảo nói rằng tay bưng dĩa muối chấm gừng, gừng cay muối mặn, xin đừng bỏ nhau. Tôi mới hồi tưởng lại 37 năm trước khi tôi qua đất Thái. Tôi có gặp một người con gái tuổi đôi mươi. Không hiểu sao lần gặp đầu tiên nàng nhoẻn miệng cười. Rồi sau một tuần tìm hiểu, tôi và nàng đã đổi trao biết bao điều hứa hẹn. Nàng lại nói đôi ta chắc có lẽ có duyên tiền đỉnh, cho nên lần đầu tiên gặp anh em nguyện trao quả tim hồng. Ta nói quả tim vàng chứ ai nói quả tim hồng. Đâu có quả tim nào màu vàng đâu. Nhưng mà đôi ta chưa có phải là tình nghĩa vợ chồng, nhưng rất mặn nồng tha thiết, cho nên cái mối duyên tình nó kéo mãi đến ngày nay. Nhưng hỡi ơi tạo hoa la lai, trời cảnh vật còn đây mà người yêu đâu chẳng thấy. Chỉ văng vẳng bên tai nghe những lời nàng nói, cái câu bị na phút canh mày. Ủa sao? Nói tiếng Thái hả? Tiếng Thái. Bị na phút canh mày là gì? Bị na phút canh mày là hỏi anh đi rồi chừng nào anh trở lại. Em ơi anh trở lại rồi, hỡi người yêu cũ hiện giờ ở nơi đâu. Trời ơi, ở bên Thái Lan gái đẹp nhiều lắm. Tại sao mình cứ mơ tưởng, cứ giữ ôm ấp hoài cái cuộc tình 37 năm vậy? Tôi nói chú Thảo nghe, không phải tôi muốn gặp người đó để chi mà trẻ hay đẹp gì biết. Đây là một mối tình, một mối tình mà nó ăn sâu vào tâm khảm của tôi. Một mối tình mà không bao giờ tôi có thể quên được. Chỉ gặp mặt nàng một lần thôi, tôi chỉ liếc qua một cái tôi cũng đã rồi, chứ già lớn đâu còn sơ muối gì nữa. Okay. Dạ xin lỗi. Trời ơi, không lẽ nàng, trời ơi, 37 năm bây giờ nàng còn đẹp quá trời. Phải chú bảy à? Chú bảy. Gì? Trời ơi, phải như chùm rõn đây không? Em biết tên là chùm rõn. Dạ. Trời ơi, lại đây chú bảy. Cái gì vậy? Không phải chú bảy. Tôi phải mà. Mà chú bảy. Trời ơi, khổ quá. Diệt Thảo cản hoài. Sao? Nói tôi nghe coi. Chú bảy. Từ đã. Cô nói là cô là một khán giả, thấy tình cảnh chú Bảy như vậy, cô muốn đem cái hoa này tặng để an ủi chú Bảy thôi. Thôi đừng gạt tôi, trời ơi. Em quên anh rồi sao em? Anh đến mẹ tôi. Chú Bảy. Trời ơi, bây giờ tôi nói thiệt chú Thảo, cái chuyện nãy đã chú đây đem tôi. Chú Bảy đừng làm con sợ. Chuyện hồi nãy đó, chuyện nãy tôi kể chú Thảo nghe, kể như dẹp bỏ bên. Chứ đừng là quá bảy... khứ, bây giờ tôi lo cái hiện tại đây nè. Không cần cái vụ người yêu cũ nữa. Mà... trời ơi, đã tôi quá đã. Bây giờ... em nghe lời nè, em qua đây với anh được không? Nghe đi. Không được sao vậy? Dạ thưa, dạ không được. Tại sao? Dạ không được là tại vì dạ ông chồng tôi cũng ngồi ngay kia kìa. Trời em đã có chồng rồi. Trời ơi, được. Nghe nói có chồng với tôi rung hết trơn. Trời ơi, có chồng mà lên tặng hoa chi. Dạ kính chào bà con cô bác.
Dạ xin lỗi cô, có lẽ chú Bảy xúc động quá trong cái cuộc tình 37 năm. Thật ra gặp cô thì chú Bảy cứ tưởng là cô lên là cô là người tình cũ. Một nữa xin lỗi, khó thốt khắp. Dạ xin lỗi. Xin lỗi cô người Việt Nam. Dạ xin lỗi cô. Trách sao ngày xa xưa hay dối hờn, trách sao tình đã lỡ, giờ đây tình đã như tàn vỡ. Mãi không chờ